Kính thưa quý vị, trong chương trình phóng sự hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng đến với buổi trao giải thưởng Em Viết Tiếng Việt và giải thưởng Tuổi Trẻ Phục vụ Cộng đồng do Nhà Việt Nam Hoa Thịnh Đốn tổ chức vào chiều Chủ nhật 29 tháng 10 năm 2017 tại Jewish Community Center, thành phố Fairfax, Virginia. Và sau đây là những hình ảnh do Việt TVDC thu thập gửi đến quý vị. Sau nghi lễ chọc quốc kỳ và phút mặc niệm, cô Nguyễn Thu Thủy, đại diện Nhà Việt Nam Hoa Thịnh Đốn, chào mừng quan khách, cảm tạ các mạnh thường quân bảo trợ cho lễ trao giải thưởng. Đây là năm thứ 7 Nhà Việt Nam trao giải thưởng Viết Tiếng Việt. Có 45 em dự cuộc thi năm nay, trong số đó có 18 em được chấm đậu. Ba đề thi năm nay là Vì Anh Hùng Dân Tộc Nào Em Thích, Tu Đâu Cho Bằng Tu Nhà, Thờ Cha Kính Mẹ Mới Là Chân Tu, và định nghĩa Tự Do Là Gì. Dạ, xin một tràng pháo tay một lần nữa dành cho các em đoạt giải cuộc thi Em Viết Tiếng Việt 2017. Đây là chương trình giải đặc biệt nhất trong mọi năm và chúng tôi gọi giải này là giải ý tưởng hay. Nhưng năm nay một lần nữa ban giám khảo lại một lần nữa bị đau đầu là hai em cùng nhận một cái giải đồng hạng là em Nguyễn Bảo Ngọc và em Nguyễn Laura. Xin tất cả chúng ta hãy cùng hướng về sân khấu chào đón hai tài năng trẻ của chúng ta 2017. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn không quên ông Lý Hoàng Phi Bảo và Hội Việt Tun là những người bảo trợ cho chương trình Em Viết Tiếng Việt 2017. Nguyễn Bảo Ngọc Elizabeth nói lên cảm tưởng khi em nhận giải thi viết xuất sắc. Con rất là vui và rất là hãnh diện khi được nhận giải ngày hôm nay. Và thật sự ra con cũng rất là bất ngờ khi mình được trúng giải. Và con không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn Nhà Việt Nam đã tổ chức một cuộc thi rất là hay và có ý nghĩa cho con và các bạn cùng tham gia. Kế tiếp là màn biểu diễn võ thuật của lớp Thái Cực Đạo thuộc Nhà Việt Nam, xen kẽ với các đợt trao giải thưởng cho các em trúng tuyển. Về giải thưởng Tuổi Trẻ Phục vụ Cộng đồng, năm nay là năm thứ hai, có 11 em đoạt giải cá nhân. Và giải thưởng Tuổi Trẻ Phục vụ Cộng đồng để mong muốn rằng thế hệ thứ hai luôn luôn tiếp nối thế hệ cha anh, bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam và phục vụ cho cộng đồng với những ý tưởng hay, với những lý tưởng cao đẹp nhất. Và hai nhóm nhận giải thưởng tập thể là lớp Thái Cực Đạo thuộc Nhà Việt Nam và nhóm Việt Tun chuyên sáng tác tranh vẽ về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Lê Nguyễn Long trình bày về những đóng góp của em vào các sinh hoạt cộng đồng. Em là nghĩ mấy em nhóm tuổi con là cũng làm được. Này không có khó đâu. Này là chỉ phụ community whatever you can do. Like for example là bác là 70 tuổi and em là mới 17 tuổi. Con cũng được award cho này. Bài con phụ trong mấy expanded service and peer mentoring là giống phụ mẹ feed the homeless mỗi thứ chủ nhật ở DC or homeless shelter nào cũng được. Buổi lễ phát giải thưởng kết thúc từ lúc 4 giờ chiều. Quý vị vừa đến với phóng sự thuật lại buổi trao giải thưởng Em Viết Tiếng Việt và Tuổi Trẻ Phục vụ Cộng đồng do Nhà Việt Nam Hoa Thịnh Đốn tổ chức. Xin cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Đài Hữu Thảo Việt TV tường trình từ thành phố Fairfax, Virginia, Hoa Kỳ.